chỉ nằm cách trung tâm xã Tân Quang gần 2 km đường chim bay. Nhưng xóm Đồng Bà La Chí, thôn Vinh Ngọc, sinh sống vùng đầu nguồn con suối Lùng Thàm, gần như tách biệt với xã bởi hệ thống giao thông cách trở. Ông Phạm Xuân Đoàn, trưởng thôn Vinh Ngọc, xã Tân Quang cho biết, nghe theo tiếng gọi của Đảng, vận động người dân vùng cao về xây dựng kinh tế mới tại các huyện vùng thấp. Hơn 20 hộ đồng bào La Chí từ các huyện vùng cao Hoàng Su Phì, Hạ Sơn đến định cư tại thôn từ hơn 20 năm nay. Ngày đầu về nơi ở mới, xã Tân Quang mới chỉ huy động sức dân, mở được con đường dân sinh tạm bợ vào với các hộ. Đến nay, do chưa được đầu tư kiên cố, con đường đất vào xóm đã bị nước mưa xói mòn. Mặt đường dốc đứng gồ ghề đá và rãnh nước đã gây muôn vàn khó khăn trong việc đi lại, giao lưu, trao đổi hàng hóa của người dân nơi đây. Dân trên đấy phát triển kinh tế thì chủ yếu có hai nguồn. Thứ nhất là về rừng, thứ hai là về cây chè. Thế cái tiềm lực cây chè trên đấy rất lớn. Thế báo các anh là thường thường dân hái được ngọn chè thì 3 giờ đã phải xuống bán rồi. Vì cái đường đi lại nó phức tạp quá, các anh biết là rất là phức tạp. Thế nếu một người dân chỉ mang được 20-30 cân chè thôi thì đã lên đến nơi, cho nên là hay là thí dụ như khai thác một cái nguồn rừng để phát triển kinh tế thì hầu như chỉ thực tế cầm tiền chỉ thu được khoảng 40% đổ về. Thế còn 60% này dành cho cái nguồn coi như là để mà vận chuyển. Còn trong cái quá trình nông thôn mới thì lúc bấy giờ thì nhà nước cũng đầu tư xi măng, nhưng mà cái tiềm lực của nhân dân để mà đóng góp tự làm con đường ấy để lên dân thì nói chung rất khó khăn, vì cái sự đóng góp rất lớn cái công vận chuyển. Thực tế là xã cũng nhiều lần tổ chức lao động xã hội chủ nghĩa, nhưng mà lao động xong một vài hôm mưa to lại đâu hoàn đấy, cho nên là bây giờ chỉ có mong muốn của chính quyền địa phương tôi mới là một số hộ dân trên đấy là làm sao có được một con đường bê tông thì tức là nó vững chãi để dân phát triển kinh tế cũng như là cái đời sống của nhân dân sẽ được mở mang. Ông Triệu Văn Tròi, người dân thôn Vinh Ngọc cho biết, với 20 hộ dân thì chiếm 2/3 là hộ nghèo. Tuy người dân rất chăm chỉ trồng rừng, làm lúa nước và trồng chè, nhưng sản lượng rất thấp, thu nhập không đáng là bao bởi do thiếu vật tư phân bón, kỹ thuật chăm sóc. Có nhiều khi người dân muốn đầu tư phân bón, vật liệu làm nhà thì phương tiện duy nhất là dùng sức người để khiêng vác. Do đường trơn, dốc và đá, nhiều hộ có kinh tế khá hơn, mua sắm được xe máy, nhưng nhiều khi cũng không thể đi lại. Trời mưa to, đường trơn trượt, học sinh không thể đến trường. Ông Triệu Văn Tròi cũng cho biết thêm, lo lắng lớn nhất của người dân hiện nay là việc đưa người già ốm đau đi viện, bởi trong xóm đã có người tai nạn, nhưng khi đưa người bệnh đến đường quốc lộ đã không qua khỏi. Không như thế này, xe mới còn không đi được nữa. Một cái xe đi chưa hỏng, chưa đầy một năm nó hỏng hết à. Thứ hai là người đi cấp cứu khó khăn chứ đoạn ấy, rất là cái đoạn này trường hợp là người bị ốm đâu. Đâu còn bị mấy lần rồi, bà này cũng đi ốm đâu cũng phải khiêng đi khiêng về. Thế là bây giờ ở cầu phải có cái đường bê tông lên cho phương tiện mang người cấp cứu. Được biết, Tân Quang hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2017. Xã cũng đã đạt tiêu chí quy hoạch đô thị loại 5. Tuy nhiên, đến nay Tân Quang chỉ còn duy nhất con đường liên xóm vào vùng đồng bào La Chí là chưa được cứng hóa. Ông Trần Ngọc Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Quang cho biết, khi thực hiện phong trào làm đường giao thông nông thôn theo chương trình nông thôn mới, xóm đồng bào La Chí bị cách trở bởi con suối Lùng Thàm, nên việc thi công tuyến đường là điều không thể. Khi xã vận động xã hội hóa xây dựng được cây cầu bắc qua suối vào năm 2019, người dân trong xóm mới bớt lo lắng hơn mỗi khi trời mưa lũ thất thường. Tuy nhiên, việc đi lại của người dân vẫn chỉ đi bộ là chính. Hiện nay thì duy nhất, xã Tân Quang duy nhất còn con đường lên làng La Chí này là con đường rất khó khăn. Thế nếu mà chúng tôi hoàn thiện cái tuyến đường này thì nâng cao cái tiêu chí của nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí số 2 trong giao thông, thì sẽ đạt được cái mục tiêu phấn đấu là sẽ trong cái lộ trình sẽ phấn đấu là sẽ đạt được cái bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo quyết định của Ủy ban tỉnh. Hiện nay thì nhà nước, huyện, tỉnh đang tập trung vào các xã xây dựng thôn mới. Vì vậy là xã Tân Quang không còn cơ hội để xin xi măng để làm đường nữa. Thế mà nếu mà có thì phải đợi các xã xây dựng nông thôn mới xong thì mới có khả năng sẽ xin được. Nhưng tuy nhiên là bây giờ chúng tôi đang cấp ủy chính quyền, nhất là ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thì đang rất muốn là tập trung kêu gọi vận động xã hội hóa, các mạnh thường quân trong xã, ngoài xã sẽ chung tay giúp sức để mỗi người hỗ trợ, thì chúng tôi sẽ quyết tâm là sẽ được cái nguồn mà hỗ trợ cho chúng tôi sẽ làm con đường này không cần rộng mà chỉ cần bà con đi xe máy được lên trên này thôi, thế cũng là tốt lắm rồi.
Và nguyện vọng của bà con trên này thì rất nhiều năm nhưng mà chúng tôi cũng không có tiềm lực, không có điều kiện để mà làm. Nhưng mà giờ cũng mong muốn rằng các cái mạnh thường quân sẽ chung tay giúp sức để cho xã có cái điều kiện làm tiếp con đường này hơn 1 km thôi. Nhưng cả làm cái mong muốn, cái sự kỳ vọng của nhân dân rất lớn. Và cái điều kiện người ta nếu như có con đường sẽ tạo điều kiện cho rất nhiều trong vấn đề phát triển kinh tế, rồi vận chuyển hàng hóa từ dưới Tân Quang, dưới chợ lên, rồi tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh đi học trong nhất là những ngày mưa. Được biết, năm 2021, huyện Bắc Quang tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ 4 xã Đồng Tâm, Liên Hiệp, Vô Điếm và Việt Hồng về đích nông thôn mới. Chính vì thế, việc hỗ trợ người dân xóm La Chí, xã Tân Quang làm đường kiên cố khó có thể thực hiện trong một sớm một chiều. Trong khi đó, nhu cầu về một con đường bê tông vẫn hiện hữu trên những đôi chân trần trên con đường đất dốc trơn trượt của người dân nơi đây. Những nguyện vọng ấy sẽ sớm trở thành hiện thực khi có sự chung tay góp sức của cộng đồng, sự sẻ chia của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ xây dựng tuyến đường, góp phần để người dân xóm La Chí, xã Tân Quang hiện thực hóa giấc mơ về một con đường bê tông kiên cố.